Vâng, em chào các bác và các bạn. Hôm nay em sẽ chia sẻ và gửi tới các bạn một video. Trong thời gian này em sẽ trong video này hôm nay em sẽ phun cho cam các bạn. Cam quả và cũng như là cam nọc. Hôm nay thì nó trời thời tiết thì nó cũng tạnh mưa rồi các bạn. Thì nó rơi vào mưa cũng một tuần hai tuần này. Thì hôm nay chia sẻ gửi tới các bác là mình tranh thủ để phun cam thì mưa gió này nó ảnh hưởng đến cây cam, cam quả lụi quả rất chi là nhiều các bạn. Mưa gió này sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ này, nấm khuẩn này sẽ gây lên này. Thì những cây cam mà nó sẽ chịu đựng cái thời tiết ấy, thì nó cũng có hạn thôi. Thế cho nên là khi mỗi trận mưa xong là nên cho nên là mình phải phun thuốc và dưỡng chất. Trong thời điểm này quả cũng rất là cần dinh dưỡng để nó lụi quả và lụi cây. Thì hôm nay em làm video để chia sẻ gửi tới các bác, thì hôm nay em cũng cây này phun lấm này, vi lượng và phân nấm trái để cho quả nó bóng này, vi lượng với cả nấm khuẩn các bạn. Thì nấm khuẩn này cam vừa rồi trận mưa vừa rồi nó kéo dài, thế xong cái trận này là mình phải lên phun cái nấm khuẩn cho nó. Thì nó, cái khuẩn đa số đang gây ra cho cây cam quả nó hiện tượng nó sẽ một số nó sẽ bị cháy lá này và những cái quả nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ rồi cái quả nó phát triển nó bị rốn rủng rồi nó sẽ không ổn định được, nó sẽ gây ra bệnh rồi ghẻ sẹo rồi các bệnh khác, nhiều các bệnh các bạn. Riêng cái mùa mưa này cây cam nó cũng rất chi là nhiều bệnh, mà để mình phun làm sao để mình triệt để được cái đấy. Thì hôm nay em cũng xin phép chia sẻ và gửi tới các bác video hôm nay. Thì em chiều nay em sẽ phun cam quả. Thì em cũng đưa các bác và các bạn các bác và các bạn cùng đồng hành hết video em nhé, để em chia sẻ và cũng gửi tới các bác hữu ích nhất gửi tới các bác và các bạn. Vâng, đây cái vườn cam của anh em đây các bạn. Tầm này hầu hết là em cũng chống bên dưới rồi. Vừa rồi mưa rất nhiều luôn. Thì quả em cũng tương đối, cây của em thế này này các bạn này. Quả bây giờ tương đối to đều vẫn xanh các bạn. Đây những cái chùm của em mà nó rồi thì nó phơi ra ngoài trời nó vẫn xanh. Thì vừa rồi mấy đợt trước em cũng tưới kích rễ và em phun những cái dòng phân ấy. Và quan trọng nhất là vi lượng các bạn. Thì quả của em đã phun mà canxi bo rồi thì hầu hết bên nó đã đạt, mình không cần phun nữa. Trận mưa rồi hầu hết nó cũng không thi thoảng có quả lứt chứ hầu hết là không lứt các bạn. Đấy, vẫn cao hơn đây. Thì bây giờ cũng đang xóa ra, cũng đang chuẩn bị để chống các bạn. Đem được các bạn. Đấy. Hầu hết trong quả ra là chưa ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì bị dám dùng đâu các bạn. Đây, cỏ em vẫn để dẫm om này. Mùa mưa các bác cứ để quả rất tốt cho cây trồng. Vì mưa nó sẽ cây cỏ nó cũng kiểu như là người ta cũng ví như một cái máy bơm sinh học ấy. Nó cho hút một số phần nước bay hơi lên. Và nó cũng chống một số về lấm bệnh như lấm thối quả, lấm vi khuẩn ở đất nó vận lên nên đa số là nó cũng phòng được một số rất tốt cho cây trồng. Vâng, đây các bác những cây cam quả em này, quả nó díu dít vào này. Thì hôm nay sẽ phun. Em phun lấm khuẩn này, hôm nay sẽ đánh khuẩn này. Vì em chỉ sợ tiếp là mùa này khuẩn cũng rất nhiều các bạn nên mình phun. Và mình cộng tác thêm mấy thằng chỉ và mình sẽ đánh làm sao để cho nó những cái lọc này các bạn này. Đấy, cái phần lọc nó ra tầm này thì mình đánh để cho nó cái lọc này nó giữ được cái lọc. Đây cái này của em cũng đang rẽ ra hết các bạn. Cây nó xanh các bạn, vườn em vẫn xanh đó. Thì vừa rồi em cho ăn, em tưới mà. Em chưa xẻ gửi tới các bác thì. Đấy, những ảnh cây cam. Và bây giờ em cũng xin mời các bác và các bạn về em chia sẻ và sẽ pha thuốc buổi chiều hôm nay. Thì cái vườn này hôm nay em sẽ phun tầm khoảng 300 lít thôi cái vườn này các bạn. Thì em sẽ pha chỉ, phân và lấm. Thì em mời các bác và các bạn về em chia sẻ. Chiều lên pha thuốc để phòng trị lấm và điều dưỡng cho cây thêm chất dinh dưỡng để cây phát triển nuôi quả, để cho quả nó mỏng và vỏ nó mỏng, sau này thì quả nó sẽ đạt cái cỡ và nó cũng đạt chất lượng cao. Vâng, đây các bạn, để trồng cầm của em này ngay này, cây em cam nó cũng già các bạn. Các bạn xem, ông tùng ngon, gầm đấy các bạn.
Và cái gầm với cả đầu em đưa các bác xem đấy, đa số là cái biểu bì vỏ cũng tương đối là ổn định. Loại này thì ít khi là bị vỡ các bác, thì tầm này xem ai to lên nó bóng lừ đấy nó. Vâng, đây các bác và các bạn này, đây buổi chiều hôm nay em sẽ phun 300 lít cho cam đường. Cam đường quả em có em hôm nay thì buổi chiều nay em sẽ pha thêm. Mà như đợt trước thì em chia sẻ, nhưng đợt này em sẽ chia sẻ với các bác là em sẽ pha thêm. Một là cái combi này các bạn, combi G3 này của thằng Quang Long ấy, nó chuyên về cây có múi ấy. Cái hàm lượng vi lượng nó rất cao các bạn đây này. Cái này em cũng dùng bao nhiêu năm nay rất hiệu quả, ok, mà cái hàm lượng nó đầy đầy đủ luôn các bạn. Cái gói này 25 gram là pha được 200 lít các bạn. Thì hôm nay em sẽ pha và cộng thêm cái combi này. Em thì cho tầm 300 lít thì em pha khoảng một gói rưỡi này các bạn. Thì em cộng với vẫn cái chai KHF này các bạn, nó rất tốt này. Thì cái hàm lượng thì em vẫn chia sẻ các bác ấy, những video trước ấy, thì cái hàm lượng của thằng chai KHF này thì nó chỉ là nó đầy đủ là các thành phần luôn. Đây các bạn, đây thành phần này để cho em chia sẻ và cũng đọc cho các bác xem một cái hướng dẫn. Thì một chai này vẫn phun là tầm 600 lít, thì cái thành phần này nó rất là quan trọng để nuôi quả trong thời điểm đang nuôi quả này, làm quả nó mỏng nha các bác nhá, mỏng và tạo cơm, nó cơm 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 dày đấy, gọi là tép tủng với nai mai nên cái này chống, mà nhất là chống chống khô quả cực kỳ luôn. Thì cái này nó là khoáng trung vi lượng các bác, nó đặc biệt nó là cái sông dòng dòng phân đá sinh học. Thì cái này mẫu mã nó đẹp đỏ rọi luôn. Nếu mà các bác phun, kể cả những chai này em chia sẻ với các bác là phun nhãn đấy, nhãn mà giữ được cái mã lâu mà độ đường nó để lâu rất tuyệt vời đấy, cái mã tươi lâu cực kỳ luôn. Thì cái chai này thì em vẫn chia sẻ với các bác thì cái hàm lượng của nó ấy, thì riêng riêng axit huvic và axit humic, axit amin ấy, thì nó cũng đầy đủ luôn. Đặc biệt là có thêm là cái LK thì nó là cái thành phần hữu cơ đấy. L thì nó rơi vào đây các bạn em cho xem, thì nó ra tầm 2% đấy. Với K là kali các bạn là 8%, còn đặc biệt của nó là hữu hiệu là hữu cơ, nó rơi vào 50% cơ. Còn có đủ các loại chất axit rồi amin rồi là đầy đủ luôn. Thì sắt, kẽm, magie thì cái này phun hỗn hợp trong cái chai rất tốt, mà đặc biệt nó là tốt là trong cái vấn đề là dùng phun rất lành, thì nó là dòng phân sinh học. Thì chiều nay em sẽ cộng thêm là cái chai chỉ này. Chỉ từ trước thì em phun là gọi là vẫn vua bò chỉ, nhưng mà cái dòng vua bò chỉ là gửi tới các bác là cái dòng dòng EC, nhưng mà đợt này thì cái dòng này thì em phun lần này em chỉ độc cái loại này là dòng thuốc nước nha các bác nhé. Thì em sẽ phun cái này, nó rơi vào một chai này 200 lít các bạn. Thêm đến nét cho các bạn xem. Đấy, chai này là 200 lít này, 200 lít. Thì hôm nay em sẽ pha cái này, nó rơi vào một chai rưỡi. Thì hoạt chất của nó thì rất nhiều các bạn đấy. Hoạt chất đợt này của nó là trào lô phi, nó 24% cơ. Đấy, còn ba thành phần kia nữa thì quan trọng cái chỉ trĩ là nó, mình sẽ quan trọng nhất là cái chất trào lô phi các bạn, và những chất kia nó phối lại thành bốn thành phần, bốn là hoạt chất này, nó cộng vào phun trĩ và sâu chết sạch luôn. Thì trong cái chai này nó đóng, nhà sản xuất đóng là cái chai nó rơi vào 240 ml các bác nhé. Đấy, đây 240 ml các bạn. Thì em hôm nay em sẽ pha 300 lít, em pha rơi vào cái chai có 200 ml thôi, nó không như cái chai, không như cái chai kiến độc kia. Thì nó phun chai này phun vào rơi vào tầm 200 lít. Hôm nay sẽ phun, em phun lên nọ rưỡi. Và hôm nay em sẽ kết hợp em cộng với cái thằng khuẩn này các bạn. Cái khuẩn này rất quan trọng trong mùa mưa này để phun cam này. Nó chống được nhiều cái bệnh về khuẩn nó gây ra như ghẻ, sẹo, cháy đầu lá rồi các thứ đấy là khuẩn nó gây ra các bạn. Rồi làm cho quả nó sẽ vàng. Đây quả trong thân nó có quả nó vàng ra. Vàng nó rụng các bạn. Đấy là khuẩn này, mưa nhiều, mùa mưa này đa số cái quả thời điểm này cam đường đa số là nó sẽ xảy ra những cái tình trạng như thế. Đấy, thì nó cái lấm khuẩn gây do thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều kéo dài, nó sẽ gây ra những cái bệnh như thế, nhất là cái bệnh ghẻ. Mùa này ghẻ về cho có cam vinh, cam vê đấy, ghẻ sẹo, ghẻ loét các thứ, là cái mùa này kể cả qua cái cây trồng khác này rất nhiều cái gây ra rất nhiều cái bệnh khác nhau tùy theo là cây trồng. Thì hôm nay em sẽ cái lấm khuẩn này nó chỉ rơi vào 200 lít các bạn. Hôm nay em sẽ phối, em cũng
hai gói này em pha là rơi vào tầm gói rưỡi đó, chỉ có 300 lít thôi các bạn. Thì mình phun thì hầu hết cái vườn em chưa bị gì, nhưng mình phun mưa thì mình cứ phải phun, để phun vào là để nó có cái chất kháng thể cho cây cam, mà quả cam nó sẽ sinh trưởng tốt và nó khỏe, thì nó bệnh tật nó ít khi bị xâm nhập vào những cái cây cam và quả cam của mình. Thì để mình làm sao để đạt hiệu quả, quả cao với cây cam nó đạt chất lượng, thì mình vẫn thời điểm mưa này mình các bác và cũng các bạn lên mình quan tâm và chú trọng đến thời tiết này. Vâng, thì hôm nay chiều hôm nay em cũng chia sẻ gửi tới các bác một số hình ảnh cây cam, quả cam như em và những một số hình ảnh thuốc thì em chia sẻ buổi chiều hôm nay phun cam. Cam quả thì em gửi tới các bác, thì các bác xem video em thì cũng cho em xin một like và một nút chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh em nhé. Thì để em ra những video sau em sẽ gửi tới các bác những video mà nó hay và nó sẽ hữu ích hơn để gửi tới các bác và các bạn. Vâng, thì bây giờ em chào các bác và các bạn, em đi pha thuốc để em phun buổi chiều hôm nay. Vâng, em chào các bác và các bạn nhé. Hẹn các bác và các bạn video sau.